Rồi, phần tiếp theo là về phần biệt âm. Phần luyện tập, phần thứ nhất là phân biệt âm. Bí, phí, tạ, thạ, cơ, khơ, bụ, phụ, tai, thai, củ, khủ, bảo, thảo, tảng, thẳng, cung, khung, ban, than, tua, thua, cẩu, khẩu. Tiếp theo này. Chưa, chưa, chỉ, sử, chuối, xuấy, cha, xin lỗi, cha, cha, châu, sâu, chan, san, trảng, trảng, trang, sang, chấn, sấn, trung, chung, chua, xua, choảng, xoảng. Tiếp phần số 3 này. Rư, ly, rư, rưa, rú, lú, rán, rấn, ran, lan, rớm, rúng, rúng, lúng, rùa, râu, rùa, lụa, rản, rảng. Tiếp theo này, phân biệt về thanh điệu. Ni, ní, nỉ, nị, nỉ, hao, háo, hảo, hạo, hảo, chiêu, chiếu, chiểu, chiêu, chiểu, ma, má, mã, mạ, ma, sân, sấn, sẩn, sân, sân, thi, thí, thỉ, thị, thỉ, trai, trái, trải, trại, trai, chen, chén, chẻn, chẹn, chẹn, dê, dế, dịa, 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 xia, xía, xỉa, xia, xia, xỉa, lao, láo, lão, lạo, lão, sư, sứ, sử, sư, sư. Tiếp theo đọc những câu sau đây. Sân thí hảo, lão sư hảo, xuế sân hảo, phấn lão sư hảo, ní hảo, nín hảo, xiao quán hảo, xiao trang hảo. Tiếp theo này, đối thoại và dịch những câu sau. Nín hảo ma, hấn hảo, ní hảo ma, hấn hảo, xia xia. Sân thí hảo ma, hấn hảo, phấn lão sư hảo ma, hấn hảo, nì nơ, ủa dịa hấn hảo, xèo quán hảo ma, xèo quán hấn hảo, xèo trang nơ, dịa hấn hảo, trại chèn, trại chèn. Tiếp theo đọc vào dịch này. 我是学生，你也是学生吗？ 我是小王，你，什么意思呢？你是小张吗？ 我是学生，不是老师。对不起，我是冯老师，不是封老师。您是谁？什么意思呢？您是老师，我也是老师。 Xiao Zhang bú sư xuế sân, dịp bú sư lão sư. Tiếp theo, phần bài 6. Wǒ bú sư xuế sân, tā sư lão sư, Xiao Wang bú sư lão sư, Feng lão sư sân thị hǎn hǎo. Tiếp theo này.
小张很好，我也很好。Cái phần tập viết chữ Hán này, các bạn chú ý này, khi viết chữ Hán đó, trước tiên là các bạn tìm hiểu về phần bổ thủ này. Sau mỗi bài học ấy, đều có phần bổ thủ ở cuối bài. Và cách viết chữ, một chữ dù nhiều nét hay ít nét cũng gọn trong một ô. Ví dụ như là bộ nhân này, đây là bộ nhân đứng này, bộ tử này, bộ sơ này, bộ thân này, bộ nữ này, bộ khẩu này. Cách viết trình tự, từng nét một, tất cả các từ mới ở trong bài hội thoại, bài khóa, đằng sau mỗi bài học đều có cách viết. Và các bạn biết làm sao viết từ gọn trong một ô. Khi viết, các bạn nên mua một cuốn sách vở ô ly, viết vở ô ly và viết bút chì. Từng nét một viết chậm rãi, viết không vội vàng. Bước đầu không nên viết vội là sau này sẽ hỏng. Rồi, chúc các bạn học thành công.